Nhân xin chào cô chú anh chị. Tiếp tục video ngày hôm nay, Nhân sẽ giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một căn nhà với cái diện tích rất là khủng, ngang 4, dài 18, 72m2. Căn nhà này ở phía trước nhà của mình, như chú anh chị thấy hiện tại là lòng đường 6m, vỉa hè hai bên, mỗi một bên là 2m nữa, tổng cộng là con đường mình 10m cho chú anh chị. Căn nhà của mình sẽ được thiết kế trên nền đất 4x18, xây là một trệt và hai lầu. Thì đây là cái số nhà của mình luôn nha chú anh chị. Đường N24, đường này đường N24 nè, khu dân cư Cát Tường, Phú Sinh, ấp Rừng Sến, xã Minh Bắc, Đức Hòa, Long An. Rồi, ngoại trừ một cái vỉa hè phía trước là 2m thì tiếp tục vào trong mình sẽ có một cái bộ cửa cổng bằng sắt ở phía trước nha chú chị. Và kèm theo cái bộ cửa cổng bằng sắt này thì ở đây mình sẽ có thêm một cái cửa cuốn nữa cho chú chị ha. Mình có thêm một cái cửa cuốn ở trên nữa, cho nên là nó sẽ rất là an toàn, tức là nó qua phải ba lớp cửa, thứ nhất, thứ hai và lớp cửa thứ ba là lớp cửa chính. Nếu như mình một chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ, thậm chí là 9 chỗ luôn vẫn đậu vào trước cửa nhà thoải mái và vô tư, bởi vì riêng cái phần mà sân này không á là nó phải hơn 5m. Hơn 5m thì hầu như là rất hiếm những chiếc xe nào mà nó hơn 5m luôn chị. Cho nên rất là thoải mái khi mà mình đậu vào đây cũng như mình che ra, mình chạy vào rất dễ ha. Rồi tiếp theo, bước vào trong sẽ là một cái bộ cửa kính nhôm sinh pha. Và khi Nhân bước vào cái căn nhà này đó, Nhân thấy đa số cái màu sắc của cái căn nhà của mình là cái màu trắng. Như là thứ nhất là cái phần gạch lót nền nè, cái phần ốp tường bên hông đó là anh cũng làm màu trắng hết. Trắng này trắng sữa nha chú chị, chứ không phải trắng nhách nha, trắng sữa. Khi cái phần trang trí của cái phòng khách, mặc dù đã có một cái sân xe hơi khá là lớn ở phía trước rồi, nhưng mà mình bước vào trong cái phòng khách, một cái không gian cũng còn lại rất rộng rãi, rất là vô tư. Bởi vì là cái lô đất mình 4x18 thì mình rất thoải mái để mình thiết kế một cái căn nhà đẹp như căn nhà này. Bên hông đây là cái phần này anh cũng đã ốp. Cái này là phần nhựa nha chú chị, nhựa giả gạch nhìn rất là đẹp nha. Bên đây thì anh đã ốp tường cho mình, nó rơi vào tầm khoảng 1,5m và có một cái khung, một cái khung tranh. Cái phần này là anh dán tường nha, dán 3D. Tiếp theo là mình sẽ có một cái cầu thang để đi lên. Thì cái cầu thang này nó có cái nhiệm vụ là đi lên những lầu trên, cũng như là nó ngăn cách giữa cái phòng khách với lại cái phòng bếp cho nó riêng biệt với nhau. Bước vào trong tiếp theo là sẽ có một cái kệ tủ rượu rất là lớn và rất là sang trọng cho cái căn nhà của mình, cho cái không gian của vừa phòng bếp và vừa cái phòng khách đều hưởng được cái view của cái kệ rượu này. Tiếp tục là cái phần bếp, thì như Nhân nói chú chị mình lại nhấn mạnh một lần nữa cái diện tích nhà ngang 4x18 rất là sướng chú chị. Đây cái khoảng không gian của phòng bếp này. Bếp đây thì có tủ bếp trên, có tủ bếp dưới, còn cái phần lót sẽ là đá hoa cương màu đen. Thì cái khoảng không gian của cái bếp nó khá là to của chúng chị, khá là to, nhưng vẫn còn dư sức để mình đặt một cái bộ bàn ăn từ 8 cho tới 12 người vẫn thoải mái vô tư chúng chị. Cái phần này rất là sướng ha. Rồi tiếp tục ra phía sau. Phía sau lại là lại thêm một cái khoảng không gian vừa lấy sáng vừa lấy gió cho cái phía giếng trời phía sau này. Và cái phần cuối cùng là nhà vệ sinh. Về phần nhà vệ sinh này thì hầu như cũng đầy đủ. Anh đã ốp tường cho mình, ốp tường này nó rơi tầm khoảng chắc 2,5m. Đó, cái giò sen khá là cao ráo nha. Cửa thì nhôm sinh pha đầy đủ hết rồi. Lavabo có bồn cầu, giò sen có kính, nói chung đầy đủ hết chú chị, không thiếu một gì hết. Rồi, bây giờ mình lên lầu 1 nha chú chị. Lầu 1 mình sẽ có một phòng ngủ ở phía sau. Một phòng ngủ phía sau nha. Và phòng ngủ phía sau này nó có giếng trời nè, lấy sáng lấy gió nè, có luôn một cái nhà vệ sinh ở trong cái lầu 1 cho mình. Tiếp tục là mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh này nó sẽ dùng chung cho 3 phòng. Wow.
chị mới lên lầu 1 thôi mà đã 3 phòng ngủ rồi chúng chị. 3 phòng ngủ mà rất rộng. Rồi mình từ từ khám phá nha. Đây à, cái toilet đây thì cũng đầy đủ giống như ở lầu 1. Và tiếp theo là sẽ một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này ví dụ như nãy cái phòng kia là hai vợ chồng mình ở, hai vợ chồng ở ha, thì nó rất là hợp lý. Phòng này cho con mình đó, rộng rãi thoải mái. Đây là một phòng phía trước. Phòng phía trước thì nó sẽ có những cái công năng như thế này. Thứ nhất là cô chú chị mình có thể là mình ở đây cũng được, hoặc là mình làm phòng thờ cũng được, hoặc là mình làm một cái phòng gì đó. Bây giờ nhân không biết làm phòng gì, nhiều phòng quá rồi. Hoặc là bây giờ mình để cái phòng này có khách khứa này kia tới chơi thì mình sẽ cho ngủ riêng biệt cái phòng này cũng được. Nói chung là thôi làm gì cũng được của chúng chị, tại nó nhiều phòng quá, ở trên còn nữa. Rồi mình lên trên, lên lầu 2 đó. Cũng quá trời phòng, bởi vì bây giờ nhân thật sự nhân nói không biết làm gì luôn. Phòng phía sau nữa nè. Phía sau thì cái phòng này nó cũng sẽ giống như cái phòng ở lầu 1, là cũng có một cái phòng rất là lớn. Tiếp theo là có nhà vệ sinh riêng biệt ở trong cái phòng cho mình luôn. Rồi ở đây sẽ là một cái khoảng không gian của cái phần phòng sinh hoạt chung. Thì riêng cái phòng này là nhân nhìn là nhân biết liền, đó là phòng sinh hoạt chung nè. Còn phòng trước là phòng thờ. Phòng trước là phòng thờ thì thứ nhất là nó rất là riêng biệt, thứ hai là nó sẽ sạch sẽ, ít ai mà đi ngang đây đó. Và anh làm nè, hướng ra cửa chính, cũng như là có cửa sổ đồ sẵn hết cho mình nè. Còn rèm màn nào đầy đủ hết, tất cả rèm màn đầy đủ hết. 4 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng thờ, thêm một cái sân thượng nữa, bonus thêm, cực kỳ sướng luôn chú chị. Cái sân thượng này thì nói chung nó cũng không quá lớn mà nó cũng không quá nhỏ, nó rất là vừa phải để mà mình đặt một cái bàn tròn. Mình ngồi đây thì nhìn ra cái view trước nhà của mình, cái view này nó cũng đáng tiền luôn chú chị, rất đáng tiền nha, nhìn rất là sướng. Nó mình ngồi ở đây, vợ chồng hay ông bà ngồi đây không mát cũng được, nó thoải mái vô tư luôn chú chị. Rồi 4x18, 1 trệt 2 lầu, thì căn nhà này hoàn công đầy đủ cũng như sổ hồng riêng. Thì khi mà mua bán thì chủ sẽ bao sang tên cho chú chị mình. Và hiện tại anh chủ anh Hiệp đang kêu căn nhà này với cái giá là 3 tỷ 200 triệu, 3 tỷ 2 cho một cái căn nhà 2 lầu, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 sân thượng, không còn gì bằng của chú chị. Rồi cảm ơn chú chị rất nhiều. Nếu mà ưng căn nhà này thì cứ liên hệ trực tiếp với nhân, nhân sẽ dẫn cho chú chị tham quan nhà cũng như sổ sách giấy tờ và phần giá cả, gặp trực tiếp anh chủ anh Hiệp là chủ căn nhà này để mình thương lượng về phần giá nha. Rồi cảm ơn chú chị rất nhiều, nãy giờ đã dành một chút thời gian theo dõi video của nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi chiều video sau nhé. Còn bây giờ nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ở những video tiếp theo. Nhân xin chào.